Con Tum, nơi dòng Đắk La là linh hồn của buôn làng, nơi cỏ cây mang đến thế giới ẩm thực phong phú, và mảnh đất con người khai hoang tạo dựng nền văn hóa riêng của vùng cao nguyên nắng gió. Một lần ghé thăm bảo tàng Kon Tum, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về mảnh đất này trong suốt quá trình con người sinh sống. Đây là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số như Bana, Chẻ Chiên, Sơ Đăng, Gia Rai. Họ sinh sống hòa hợp và cũng tạo nên nét văn hóa riêng của mình. Quỳnh Châu và anh Hiếu Nguyễn đang ở tại bảo tàng tỉnh Kon Tum. Và nếu như ở ngoài chúng ta khó lòng nào mà phân biệt được trang phục của các dân tộc, thì ở tại đây nhờ sự phục dựng chúng ta đã có thể nhìn thấy rõ được sự khác nhau giữa các dân tộc. Chính xác. Theo anh nghĩ, sự khác biệt về các họa tiết ở trên trang phục sẽ thể hiện rất là rõ về điều kiện sống cũng như là đời sống tinh thần của những người dân đang sinh sống tại đây. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, Quỳnh Châu và anh Hiếu Nguyễn sẽ được mời các bạn khán giả của Việt Nam mến yêu cùng tìm hiểu về dệt thổ cẩm của dân tộc Bana, một trong những dân tộc sinh sống nhiều nhất tại tỉnh Kon Tum. Chào quý vị khán giả, và bên cạnh Quỳnh Châu và anh Hiếu Nguyễn là anh Trại, là người sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về nghề dệt thổ cẩm của người Bana. Anh ơi, em thấy ở đây là chính là một cái không gian ngồi dệt của người Bana phải không anh? Đúng rồi, các bạn đang được đứng trước một cái không gian, một cái tổ hợp dệt của người Bana. Và ở đây các bạn sẽ thấy cả một cái quy trình dệt vải của người Bana. Từng bước á, làm nên một tấm thổ cẩm thì sẽ như thế nào anh nhỉ? Trước đây thì họ trồng bông và sau đó thì họ thu hoạch. Và bạn sẽ thấy rằng là có những cái con bông và những cái rổ mà cái xe sợi của họ. Đó là một trong những ba cái công đoạn, và sau đó thì họ sẽ thao tác cuối cùng họ chính là dệt lên những cái tấm vải như thế này. Người Bana là dân tộc thiểu số sinh sống đông ở Kon Tum. Họ tự dệt lấy vải để may trang phục trên khuôn dệt thủ công với nguyên liệu là bông được trồng trên rẫy. Màu nhuộm của người Bana sử dụng chủ yếu được lấy từ thiên nhiên. Bàn tay tài hoa của người Bana tạo ra một cuộc chơi màu sắc đầy thú vị trên khung cửi. Những đường nét họa tiết nhỏ nhắn đan xen sắc màu khác nhau đã tạo nên những tấm khố, áo, tấm choàng hoặc khăn bịt đầu sắc màu rất riêng. Em thấy cái màu sắc chủ đạo ở đây, em thấy là màu xanh nhiều hơn. Đây là một trong những cái màu xanh chủ đạo trên cái trang phục của người Bana truyền thống ở Bắc Tây Nguyên. Người Bana thì có hai cái màu sắc chủ yếu, đó là xanh cùng với màu trắng. Ngoài ra thì cái họ tiết hoa văn của họ có cả màu đỏ và màu chàm nữa. Đặc biệt là ở cái cặp váy và những cái cặp áo như thế này, bạn sẽ thấy cái diềm áo thì thể hiện rất là nhiều hoa văn. Cái phần mà biểu cảm cao nhất chính là cái phần hoa văn, sáng tạo cái váy hoặc cái áo họ mang tính chất ngẫu hứng. Còn lại trong cái hoa văn của họ, họ phản ánh cả những cái nhà rông, phản ánh cả những cái nêu, phản ánh cả những cái mắt chim, những cái cây rau rớn. Và đặc biệt là một số những cái ý tưởng mà chỉ có hai cái bạn đó hiểu nhau thôi. Ví dụ như gửi gắm một cái gì đó cho cái người bạn trai, cho người chồng tương lai của mình. Cái cô gái đối với chàng trai nó có những cái câu chuyện riêng, có những câu chuyện riêng, chính xác như vậy. Họ sẽ có những cái cánh rừng, có những con suối mà họ đã từng gặp nhau chẳng hạn. Và cái điều đó rất khó lý giải một cách thông thường. Vâng ạ. Em không biết là cái không gian dệt giống như ở đây bây giờ có còn xuất hiện nhiều ở Kon Tum không anh? Nếu mà các bạn có điều kiện đến thăm Kon Tum ấy và muốn tìm hiểu về cái nghề dệt truyền thống của người Bana hoặc là các dân tộc khác, thì các bạn sẽ tìm thấy cái hình ảnh này rất nhiều ở những cái vùng làng, vùng xa ở Kon Tum. Thì chắc là em và anh Hiếu xin phép anh là tụi em sẽ cùng đi tìm hiểu về nghề dệt thổ cẩm của người Bana tận mắt ở ngoài đời thực luôn được không ạ? Được chứ bạn. Bọn em sẽ được cảm ơn anh Trại về những chia sẻ quý báu vừa rồi ạ. Cảm ơn anh ạ. Rồi, chào bạn. Cảm ơn anh ạ. Người phụ nữ Bana đảm đang là người vừa biết nấu rượu ngon, vừa dệt giỏi. Họ dệt lúc nông nhàn hoặc lúc nghỉ tay giữa buổi lên nương. Rồi. Thì, kia xem con về đâu? Ở ngoài, để ngoài. Để ngoài. Rồi. Con nghe, mày cho lấy cái này. Đó. Đó.
Châu ơi, tên Hiếu sẽ không có dệt thổ cẩm bà Châu ở đây mất. Tại vì nó quá khó và tỉ mỉ. Dạ, quá khó rồi, anh Hiếu làm đàn đó giúp em, bên đó giúp em. Cái này là như nào? Rồi, bên ngoài. Để ra ngoài. Đó, để cho nó sẽ lòn sợi chỉ trắng qua. Chứ đâu, nhưng cái này bên ngoài nha. Cái này là người ta kêu là tơ co nè. Còn là bỏ trong như vậy là tay crom. Còn tay co là phải lấy cái này nè, đây là tay co nè. Dạ, yeah, ta co. Cô, cái này là công đoạn gì ở trong dệt thổ cẩm hả cô? Chủ yếu là khi mà mình muốn dệt á, dạ, mình lấy cái cây khuôn này, cái khuôn dệt này là bỏ như vậy. Rồi mình lấy cái chỉ, mới vắt sợi xong rồi mới tháo lại như cái mình dệt hồi nãy đó. À, là cái này là cái công đoạn đó làm ra được một cái miếng để xong mình bắt đầu mình mới đi họa tiết vào anh. Bây giờ phải bỏ lại tay crom. Tay crom này, em để đi, Châu để thử đi. Tecron là bỏ như vậy thôi. Tecron là không có cây trắng. Để có một tấm vải thì cô mất bao lâu để xếp được các đường chỉ như này ạ? Tấm chanh thì một ngày, còn cái làm cái nhỏ nhỏ thì nửa ngày thì cũng xong. Ngày trước khi mà cô mới học, cô có bị đánh tay nhiều không cô? Cũng có. Một hai lần, tập lần là mới biết. Vâng ạ. Cô tập ấy là mất thời gian lâu không cô? Biết hết là phải có một tháng hay là ba tháng gì đó. Mềm lê ráng sớm rơ đá à, ráng rô xa quăng nhòng ếm mơ rơ ba liền to đá bực ra kêu đi ơ nhông ơi quăng thói con vàng nàng nhóng bi kê la nhóng ơi nhóng ấm cha băng giang ấm rớt ơi bên. Theo thời gian, trang phục của người Ba Na đa dạng hơn về màu sắc và thiết kế, mang nét hiện đại phù hợp với cuộc sống mới, nhưng vẫn giữ được nét đẹp rất riêng trong trang phục truyền thống của người Ba Na. Giữa nhịp sống hiện nay, vẫn còn có thể chứng kiến hình ảnh người phụ nữ Ba Na dệt vải, đưa tâm tư tình cảm của mình vào từng đường vải. Bao nhiêu sợi chỉ là bấy nhiêu sợi thương sợi nhớ của người dân nơi đây. Nếu quý vị khán giả có dịp tới Tây Nguyên thì đừng quên ghé thăm những khung cửi vẫn ngày đêm dệt vải nhé. Đến đây thì thời lượng chương trình Việt Nam Mến Yêu cũng đã hết rồi. Quỳnh Châu và anh Hiếu Nguyễn sẽ được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.